Nga, em ơi, em đi đâu cả đêm nay? Chị rất lo cho em. Chắc là cha đã mắng em đủ điều hả chị hai? Hôm nay cơn bệnh lại hành hạ cha. Nên cha quên mất sự vắng mặt của em. Em nói rồi, phải đưa cha lên Sài Gòn cho bác sĩ khám và điều trị. Họ giỏi lắm. Bệnh của cha mình mấy ông thầy lang làm sao mà chữa khỏi. Nói hoài muốn gãy lưỡi mà không ai chịu nghe em hết á. Em nói vậy gì không? Bán hết số đồ gốm ở trong cái xưởng này cũng không có làm sao đủ chi phí đi lên Sài Gòn. Em đã nói là em đủ sức lo cho cha mà. Thôi đi, đừng có nói tướng lên á. Rồi cứ phải chạy theo nó hoài à, mệt lắm. Em làm giáo viên, đi dạy hoài thì lấy tiền ở đâu mà trang trải? Nào tiền giường, nào tiền thuốc nè, tiền bồi dưỡng những người lo lắng cho cha, không khéo dây dưa khổ cả đời. Hơn nữa cha lại ghét bọn lấy buồn, cha đâu có chịu cho họ đụng tới mình hay sao? Trời ơi, rầu ghê vậy đó. Cứ mỗi lần đối mặt cha hay gì, cha thì cố chấp không nghe ai, chị thì chỉ biết chân lời. Vậy em còn có nước là đi luôn á. Con đèn xe rọi thẳng nhà mình. Chị thấy anh như là có người đang vẫy tay phải không? Trời, ai đi cùng với em vậy? Chết rồi Ngà ơi, em không sợ tiếng động cơ xe sẽ đánh thức mọi người ở mũi né này, họ thức dậy. Họ mà chứng kiến cái chuyện nửa đêm em về nhà với một người lạ rồi sao? Em không ngờ chị cũng cổ hủ như mọi người ở đây, không khác chút nào hết. Đi với một người khác phái ở trên đó là chuyện bình thường. Chị sợ làm chi mà sợ quá vậy? Tài đưa em về là một thương buôn, người Việt quốc tịch Pháp. Người lái xe hồi nãy là thương buôn? Dạ. Là người quen với em hả? Dạ. Ông có nhã ý đưa em về mà. Vậy là không có thân lắm phải không? Nhưng sao mà em lại đi dạy cả đêm như vậy? Lại còn để cho người ta tự do đưa về nhà nữa. Chị hỏi anh chi mà hỏi dữ vậy? Có nhiều lớp khác nhau, không lẽ là không làm? Còn chuyện đưa về không, người này thì người khác, có gì quá đáng đâu mà. Với lại em quá bận cho nên... Bận việc mấy cũng nhớ báo qua cho chị một tiếng. Có gì chị nói lại cho cha yên tâm. Thôi, đi vào nhà lo thay quần áo tắm rửa đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa. Cửa vẫn mở chờ em từ đầu hôm tới giờ. Chị hai, chị thức suốt đêm chờ em về hả? Tội cho chị của em quá. Nhưng mà chị đừng có vì em mà hành xác như vậy nữa nha chị hai. Em nói cái gì vậy hả Ngà? Em nói thật đó. Chị nhìn kỹ em coi, em đâu còn là đứa trẻ mới lên năm, hôm nào đi họp chợ khuya. Ha, tưởng rằng bây giờ em đã trưởng thành thật sao? Cái kìa, đầu bù tóc rối, đứng yên đi. Chị chải tóc cho em như thờ em còn thơ. Trời ơi, gió cát bay mù mịt. Chị nói tóc em không rối là sao? Gió cát bay không làm tóc cuốn lại, giống hệt như là con chỉ. Có phải chị đang nghi ngờ em? Em có điều gì phải không? Coi cái nét mặt em trông mệt mỏi bơ phờ, đôi mắt dường như khóc rất nhiều. Ngà, em có điều gì giấu chị phải không? Chị hai, chị tưởng tượng quá đi, em chỉ thiếu ngủ thôi mà. Đừng có dối chị, nói đi Ngà, tại sao em về nhà giờ này? Xong việc thì về chứ, ở lại làm chi chị hai? Chị này lạ thiệt à, không về nhà thì em biết về đâu, chẳng lẽ nằm lại giữa đường à? Nè chị hai, chị không cần phải nhìn em một cách soi mói như vậy. Dù sao em cũng sắp già tới nơi rồi bà chị à. Lại nữa, được ăn học đàng hoàng nè, có đầy đủ trí khôn để phân biệt tốt xấu chứ. Biết bao người con gái có chữ nghĩa đầy đủ, nhưng đâu phải điều đó có thể giúp họ thoát khỏi tai nạn đâu em.
hay là... Chị hai, đã nói là không có gì hết mà. Chị yên tâm đi. Nếu em mà có làm điều chi sằng bậy nhơ nhút thì em sẽ liệu bề cao bay xa chạy, quyết không làm tổn thương đến tấm gương trung trinh tiết hạnh của chị đâu. Chị nói như vậy á là chị lo cho thân em á. Sao bỗng nhiên em lớn tiếng với chị vậy á Ngà? Em buồn ngủ quá à. Có chuyện gì sáng mai nói cũng được nha. Thôi em đi ngủ nha chị hai. Em đi nha chị hai, em đi ngủ. Ngủ à. Con còn thức sao hả Ngọc? Thưa cha, con vừa định đi ngủ thì cha ra đây. Mới sang canh ba, cha đang bệnh. Thức sớm như vậy có hại cho sức khỏe lắm cha. Đêm nay biển động, gió lớn từng cơn thổi về. Cha nằm nghe tiếng gió cát rít qua mái vách phập phồng. Khó vô giấc ngủ quá con. Cha mặc thêm áo ấm. Cha thấy bức rứt trong người, con cứ mặc đi. Cha không sao đâu. Hồi nãy trước khi ra đây, cha thấy chiếc áo của ai treo trên vách. Chẳng lẽ là thằng Biên lại để quên chiếc áo à? Đừng con. Con cứ để cửa mở đi. Gió lớn quá, con lo cho cha. Quả là cái dòng lẫn quẩn. Cha thấy tuổi càng già càng trở lại giống con nít. Hứng lên nó muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Để rồi chợt nhận ra lực bất tòng tâm. Muốn mười làm chưa được một mà đã hụt hẳn đứt hơi. Ngọc à, con có thấy sao mai lấp lánh trên vòm trời xanh biếc? Cho mây trôi đi biển biệt tháng ngày. Có những đêm như đêm nay, cha chẳng chờ được đến sáng mai. Mà ngay lúc này, cha thích thú vô sông, nhìn đồi cát vào mờ sương. Những hạt cát như gương. Con đang nhìn về chốn xa xôi nào, có thấy xúc động trong lòng. Cha ơi, cha có thấy trước nhà cây xương rồng vừa mới trổ qua? Có thằng Biên chiều hôm qua có chỉ cho cha. Hôm nay cha mới thấy con cười. Anh Biên anh có mừng khi thấy hoa trổ không cha? Mấy bụi xương rồng kia chính tay nó trồng, mà nói nó không mừng thì lạ quá hả con. Cái thằng lúc nào cũng như trẻ thơ, cứ cười nói hoài trông thật dễ thương. Cái nguyện ảnh Nguyên Thiên à, cha có nghe ảnh nói nhà mình sẽ có tin vui không? Ngọc à, hình như thằng Biên nó để ý nó thương con Ngà đó con à. Dạ. Thưa cha, theo con thì... Nếu đúng như vậy thì cha mừng lắm đó con. Nếu mà ngỏ ý một cái là cha lập tức gả con Ngà cho nó ngay. Để con Ngà quá lứa lỡ thì cũng tội cho nó làm sao á. Nhưng thưa cha, con nghĩ rằng... Dạ không. Ý con muốn nói là em của con nó... Được một tấm chồng như thằng Biên là có phước có phần hơn bao người rồi. Con còn nhân nhĩ gì nữa? Dạ, con chỉ sợ... Sợ cái gì? Dạ, thưa cha. Dạ không ạ. Kìa, con sao vậy? À, sáng nay có phiên chợ phải không? Sao không kêu con Ngà dậy sớm phụ con một tay? Dạ khỏi cha. Em con cần ngủ đầy đủ giấc để sáng mai nó còn tới trường nữa.
Con nhỏ tệ bạc, học cao đỗ đạt rồi chỉ lo chuyện trên trời dưới nước, không giúp được chút nào hết cái gánh nặng của chị mình. Tính tình em con tuy bướng nhưng mà đối với con rất tốt thưa cha. Cha đừng rầy quan mà tội nghiệp cho nó. Che cho nó làm gì? Bụng dạ hai đứa bay ra sao? Lẽ nào người làm cha này không biết mẹ con ra đi sớm bỏ lại trần gian nặng nề quan gánh. Cha lại yêu đau luôn từ khi bị nạn, chỉ có một tay con gánh vác trọn gia đình. Biên ăn giấc ngủ khi sông lên gió to, chờ đến lúc yên bình còn lo lắng cho cha vô cùng chu đáo, còn thức khuya dậy sớm mỗi ngày chăm sóc cho em con. Con ngà đi học tài thì có thành, nhưng chưa phải là nhân chi mỹ. Con gái thiếu công ngôn dung hành, mai kia về nhà chồng tránh sao cho khỏi bị xem thường khinh rẻ. Cha lo xa mà cha nói như vậy, chứ con thấy em của con đó. Con đừng có bênh vực cho nó. Đi thôi, về tới nhà là lăn ra ngủ. Chưa học làm dâu đi lấy chồng chỉ e xấu hổ tông đường, không nuông chiều nó được. Cha phải đi kêu nó dậy. Cha ơi, cha, cha ơi, xin cha đừng kêu em con. Tội nghiệp lắm á. Chiều hôm qua chắc là em con đã phải dạy học rất nhiều. Công việc của nó cực tâm, cực trí, còn suy tư không hiểu đủ điều. Đã lười mà còn ơ hờ, vô tâm không để ý. Cả thanh long dành cho nó sáng tới giờ vẫn còn nguyên. À, con nhớ sắm sanh lễ vật. Dạ con nhớ. Hôm nay là ngày giỗ chồng con. Cha ở nhà ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Ông thầy thuốc dặn cha đừng có ham việc. Dù cha muốn ngay bây giờ này, nói chuyện như đi guốc trong bụng cha vậy. Cha chỉ sửa sơ qua bức tượng của chồng con. Thưa cha, bức tượng của chồng con vẫn nguyên vẹn, đâu có cái gì mà cha phải. Con mắt nó bị mờ mờ rồi, không còn như tính anh như hồi đầu cha tạc nó. Đợi khi nắng lên sẽ thấy rõ hơn cha. Lòng cha không ngang, khắc đôi mắt là phải khắc trong lúc nhớ thương, thì đôi mắt mới có được cái thần thật sự. Hồi hôm cha chiêm bao thấy con cùng nó song đôi trong ngày cưới, đám rước dâu cả một hàng dài, làng trên xóm dưới ồn ào náo nhiệt. Rồi một đứa bé bụ bẫm ra đời, tiếng cười đùa líu lo như sơn ca hót giữa ban mai nắng hồng rực rỡ. Nhưng tất cả là chất bơ, dục biến tan nhanh, không lưu lại cho cha chút dấu vết nhỏ nhoi. Dù chỉ để buồn để tiếc, cha biết con cũng ngậm ngùi chi xiết. Đêm lạnh tàn canh giấc cô biên quan nghiệp có một mình. Giấc mơ rồi thì kết cục cũng chỉ là giấc mơ thôi. Cứ viết làm gì hả cha? Tiếc là duyên con quá ngắn ngủi, mà nợ thì biết đến bao giờ mới. Nợ dài quá phải không con? Nó dài đến cả một kiếp người. Ngọc à, con đừng cho đó là nợ. Thằng tưởng chồng con cũng vì dân làng này mà hy sinh. Dân làng ai cũng kính trọng tấm gương thờ chồng của con. Nét đẹp cao quý này dẫu có phải chết đi thì cũng ráng giữ cho trọn vẹn nghe Ngọc. Cha, tay cha lại run nữa rồi. Nghe lời con vào trong nghỉ đi cha. Chứ đừng quên là thầy thuốc đã dặn rồi á. Không hề gì, không cần lo lắng nhiều cho cha như vậy. Tay run một hồi sẽ khỏi.
Không bao lâu nữa bệnh cha lành hẳn, cha sẽ tiếp tục nghề của mình. Còn nhiều bức tượng cha chưa làm xong. Ra vô ngồi đứng như vậy hoài, cha buồn mà chết mất. Nhưng trước mắt cha phải dưỡng bệnh cha à. Bây giờ con đưa cha vô, rồi xong con pha trà cho cha uống, nghe cha. Đi. Mình kìa con. Anh Biên đến trời. Đã ngưng làm 4 tháng nay rồi mà mới đến làm gì sớm quá vậy kìa. Trời, theo sao anh Biên có người mang quả trầu cao, rượu trà nữa kia. Hình như... Vậy là đúng rồi đó con. Cha đoán không sai thấy chưa. Nó sang hỏi cưới con ngà đó chứ còn gì nữa. Dạ thưa cha. Coi con đó, nó chẳng nói nhà mình có tin vui đó sao. Ngà, Ngà ơi, thức dậy đi con. Làm bể cái gì đó Ngà? Dạ, con lỡ tay đụng ngã tấm gương soi cha. Dụng về quá đi, mau chỉnh tề y phục để ra mắt người ta đi con. Dạ, con phải ra mắt ai vậy hả cha? Đang tới kìa. Anh Biên hả? Trời ơi, vậy mà cha làm con tưởng... Hồi không có liên quan tới con đâu cha ơi. Ôi, cha đã biết hết rồi. Mày giấu đầu, hở đuôi. Con gái đầy mình chữ nghĩa, người ta đến bỏ cao trầu, bắt đầu lễ dạm hỏi. Mà cứ tỉnh như không, coi như chẳng có chuyện chi hết. Cha không mưa bao giờ, cái thứ học đòi văn minh bắt trước. Mau mau vào trong đi, lo khăn áo sửa soạn chỉnh tề. Cha nghe nè, đừng để người ta đánh giá mình cho rằng không nề nếp gia phong. Trời ơi, sao cha chẳng tin con vậy? Con đã nói là con vô can, thật ra là cái chuyện này đã bảo đi vào mà dám cãi lời cha phải không? Dạ, kính thầy con. Dạ, dạ con. Dạ con. Là trai cứ mạnh dạn, sao cứ ngập ngừng e thẹn như là con gái vậy? Dạ, trình với thầy, cha mẹ con đã vắng số, thân thích chẳng còn ai. Từ bao lâu nay nhờ thầy thương xem con như con trong gia đình. Cô Ngọc và cô Ngà lúc nào cũng quan tâm chăm sóc còn hơn cả thân bằng quyến thuộc. Mới sáng sớm quần áo bảnh bao tới đây chẳng lẽ để trình bày thân thế cho thầy nghe sao? Dạ, dạ con. À kìa, khoan đi Ngọc, đợi một chút. Xong việc rồi á hãy... Không có được đâu anh Biên, trễ lắm, tôi phải đi họp chợ. Ở ngoài trời gió lớn lắm, nghe nói Bảo sẽ đi ngang đây đó. Bảo qua vùng này đã thành lệ thường rồi Biên à. Đến đổi khi không có Bảo, người làng mình cảm thấy hình như cuộc sống thiếu cái thi vị tất bật. Pha chút rượu đắng men cay nào đó, phải không? Ngọc ơi, bữa nay ngày trọng đại, tôi chuẩn bị lễ vật từ sáng qua. Tôi lựa đó hả, từng lá trầu xanh nè, từng trái cao tươi tốt nè, để... Kính chào trưởng làng. Ta tới phá rối buổi sáng yên tĩnh, ông không phiền chứ? Trưởng làng đến nhà là phước chứ sao lại phiền. Ta cũng vì nóng lòng thắp hương cho cậu tưởng.
Ủa, lễ vật của ai mà tươm tất vậy ông Sử? Dạ, của thằng Biên. Quà trái thơm tho, có cả cao trầu xanh tốt. Ông thật khéo dạy đệ tử, không những giỏi về đất đá tạc tượng mà còn giàu tình giàu nghĩa, lại còn biết cách ăn ở với đời. Chà, sớm sủa thế này mà đã sắm lễ vật làm dỗ cho chồng cô Ngọc. Biên à? Dạ. Mí làm cho ta cảm động lắm đó nghe. Phải đâu là vậy. Trưởng làng à, ông đã hiểu lầm rồi. Lễ vật này không phải để làm đám dỗ, mà là để dạm hỏi người con gái mà tôi vừa yêu vừa quý trọng biết bao năm nay. Thì ra vậy. Nhưng mi sao mà tệ thế hả Biên? Thật hiếm khi làng ta có tin vui. Sao mi không báo với ta một lời để cho tất cả mọi người có dịp chung vui cùng hai họ? Tội tình chi mà lén lút như kẻ trại tan. Mi làm như vậy coi sao được. Vậy là giữa làng mi phải chịu phạt. Dạ, tôi dự tính ngày cưới sẽ báo làng hay. Lễ hỏi ngay ở trong ngày giỗ thì cũng ngại. Thì sao trưởng làng, ông có quyền quyết định. Thì cũng được thôi, nhưng ai đứng ra làm chủ? Nếu được trưởng làng đứng ra làm chủ hôn là phước hạnh cho chúng nó nhiều đời. Ta vui lòng, nhưng còn phải hỏi thằng Biên. Vì giỏi về đất đá tạc tượng lâu rồi, sau này dân làng nhờ cậy mi có vui lòng không? Nếu công việc hợp khả năng và vừa sức người, tôi sẽ không bao giờ dám từ chối với một ai. Tốt. Nga, tới đây. Ta mừng cho mi có một tấm chồng giỏi giang. Hai đứa phải thề là ăn ở với nhau cho tử tế, phải đúng đạo tam tòng tứ đức. Khi còn sống phải yêu thương một dạ, không được phản bội dối trá. Nếu lỡ có kẻ âm người dương, cũng phải giữ lòng son sắt một ly không rời đổi. À, không, à, không, trưởng làng cũng giống y như cha con. Hiểu lầm rồi các người ơi. Giữa con và Biên trước đây cũng như bây giờ chưa có khi nào có tình ý chi với nhau hết. Cha, cha ơi, ông trưởng làng ơi, anh Biên đem lễ vật dạm hỏi chị Ngọc chứ không phải con. Im miệng lại đi, mày ăn nói điên khùng gì vậy hả Nga? Dạ kính thầy, Nga không nói sai. Xin phép thầy cho con chính thức hỏi cô Ngọc làm vợ. Cái gì? Mày có khùng điên không? Ăn nói gì lạ vậy? Sao lại là con Ngọc? Mất trí rồi hả Biên? Mày ung dung tự tiện vào ra làm việc ở nhà tao. Lẽ nào mày lại qua vô tình? Không biết mấy năm dài đăng đăng, con Ngọc vợ chồng giữ vẹn tiết trình. Đừng nghe đừng bao giờ có ý tưởng cuồng ngông, làm đảo lộn làm rối tung cả lên. Những gì đã thật sự ăn sâu, bám chặt vào gốc rễ của làng này. Hồng trà đạp lên luân thường đạo lý của ông cha. Ông trưởng làng ơi, thầy ơi, cuối xin thầy bớt cơn nóng giận. Thầy không hề biết từ lâu lắm rồi, trước khi thầy buộc em Ngọc hôn cùng anh Tường, chúng con đã thầm thương trộm nhớ, dù chẳng dám nhìn nhau hay hứa hẹn chuyện sum vầy. Sự im lặng triền miên khiến nhịp tim càng lúc lại đông đầy. Ngọc và con đã có tình ý với nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà phải cúi đầu làm người xa lạ. Trước đó ai biểu mày câm miệng? Giờ đây chẳng những gián đã đóng thuyền, mà thuyền đã ra đi vĩnh viễn. Chẳng lẽ mày nhẫn tâm khơi lại cho tàn, muốn cho chèo lái rã rời, con thuyền bị cuốn trôi theo biển sóng. Dạ
thưa thầy, thưa trưởng làng, con không bao giờ có ý nghĩ đó. Con chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em Ngọc mà thôi. Rằng mà mi dám lộng ngôn lộng ngữ giữa thằng kia, làm sao được? Ai cho mi làm? Mi phải nghe lời ta bói để điên rồi đi. Nếu không thì cả hai đều trở thành tội đồ của dân làng này, biết chưa? Thầy ơi, thầy lấy lượng hãy hà cùng suy cạn xét, khuyên ông trưởng làng đừng nhẫn tâm chia quyên rẻ thúy mà hai chúng con thêm tội thêm tình. Tội cho Ngọc lắm thầy ơi, và con thương cả cho mình. Sau hai ngày hứa hôn vội vàng gấp rút, ai cũng ngậm ngùi giây phút chia ly. Anh tưởng bất ngờ vĩnh biệt ra đi, để lại cho người thân cuộc phân kỳ đau tủi. Cả hai chưa hề sống chung chứ phải nào may rủi, mà một vợ một chồng trọn vẹn trăm năm. Không đời nào, không đời nào ta chấp nhận cho con Ngọc phản bội chồng đi theo người khác. Ta cũng sẽ chẳng dung tha cho đứa nào làm quen ố tấm gương triết phụ của con gái ta. Mày nghe rõ chưa? Đúng như vậy. Không ai được quyền làm xáo trộn, làm đảo lộn lễ nghi nề nếp muôn đời của làng này. Thầy ơi, con lại thầy, tuổi đời của Ngọc còn dài, không thể gì bất cứ lý do nào buộc cô ấy sống âm thầm cho đến chết. Trong khi tình cảm gắn bó của tụi con vừa trong trắng hồn nhiên vừa thiết tha sâu nặng. Cha, chơi cũng mong cha hãy nghĩ lại, chấp thuận lời cầu hôn của anh biến coi như là cứu sống chỉ con. Để trả chút nợ tri âm giữa cha và anh tường, chị hai con cũng đã gìn giữ tôn nghiêm bức tượng mấy năm dài. Cấm miệng lại đi con ranh. Cha, biết gì mà nói, đi vào trong. Cha, đi. Cô Ngọc đến đứng gần cậu tưởng để mọi người tế lễ. Trưởng làng gọi, tại sao còn ngần ngừ đứng đó hả? Cha ơi, cha hiểu mà thương cho con. Nếu như bây giờ cha không chấp thuận cho con và anh Biên. Ý miệng lại đi con kia. Mày phải nghe theo lời ông trưởng làng, không được nói tiếng nào, biết chưa? Tôi đập đi chết, tôi đem chôn mi cạnh mộ thằng tướng, chứ không bao giờ ta chấp nhận để cho ai lập quen ố tấm gương trong của dòng họ tổ tiên nhà họ này. Đi chưa? Đi! Cha! Dạ! Dạ thưa cha! Cha ơi, xin đừng hành hạ anh Biên nữa! Con đi đây! Con đi đây! Con đi đây! Chục khói hương trầm, hoa quả tinh khiết. Kính mong vợ chồng, cô cậu chứng giám cho lòng tri ân chân thành của người dân Mũi Né này. Cậu tưởng đã vì kế sinh nhai của dân nghèo mà chẳng tiếc thân, khởi xác lại nơi này. Dùng thạch cao, công ơn sâu nặng, chúng tôi ghi lòng tác giả. Hương linh siêu thoát hay còn lẩn khuất đâu đây, xin hãy yên lòng dưới phần mộ cô Ngọc, người vợ hiền thục thủy chung đã thờ cậu trọn đời, không dám đâu sao lãng
tấm gương hiếu thảo và tấm lòng trung trinh tiết liệt của con gái tôi, dân làng mình hãy coi đó là một mẫu mực để tôn thờ. Đúng vậy, tấm gương của cậu Tưởng và cô Ngọc mãi mãi là một mẫu mực để dân làng tôn thờ từ hôm nay cũng như trong tương lai. Không phải như vậy đâu bà con ơi. Ngọc đã hứa với tôi rằng khi nào cây sương rồng trước cửa trổ bông, chúng tôi sẽ cùng nhau đến nước. Ngọc ơi, cô nói to lên đi, là cô đã hứa với tôi như vậy mà. Chúng ta đã chịu đựng, đã chờ đợi lâu rồi. Giờ đây ngoài sân hoa sương rồng đã 5 lần 7 lượt trổ hoa. Sao cô cứ im lặng? Sao cô cứ đứng như cây khô, như tượng đá để người ta cung bái? Nói đi Ngọc, nói đi. Hoặc là cô cầm dao nè, cô giết tôi đi, cô giết chết tôi đi Ngọc ơi. Cô Ngọc đang đứng cạnh chồng, không hề lỗi đạo phu thê. Thằng kia, mày không thể khuấy đục phúc thiên lý của dân làng này. Thần thánh chưa xử phạt thì ta đại diện dân làng hỏi tội mi đó. Không, không, Ngọc, không. Ngọc, Ngọc ơi, chờ anh theo với. Ngọc ơi, em đừng Ngọc. Em tuyệt chủng rồi. Chắc là em không có sống nổi nữa đâu Biên ơi. Ngọc ơi, anh sẽ ra sao nếu mà không có em? Vĩnh viễn không được nhìn thấy em hả Ngọc? Anh Biên. Ôi trùng dương biển sóng dâng trào, sương buồn mây giăng khuất theo dặm ngàn, tình đôi ta trái ngang lỡ làng. Anh về đi, tìm trong thương nhớ bao kỷ niệm xưa. Còn trong anh khúc hát duyên thơ, như đón chờ tương hồi ngày mai. Biển ơi, nếu mất anh em không còn chi được mơ chờ đời. Nhưng chữ hiếu thân và lễ nghi ngàn đời đã trở thành đôi cánh công, khép kinh cuộc đời người con gái trong 4 bức tường đen ảm đạm, chôn chặt mối tình si giết chết mộng xuân thay. Sau lưng biển sờ sờ trước mắt, giây phút chia ly còn biết nói năng gì. Gian nhà tranh bụi sương rồng cánh qua trổ muộn, đồi cát của mình chờ gió sông mưa mây. Thương em của mình trong lễ giao, nén lòng chờ đợi đến bao giờ hả em? Ui, những bức tường thật cao nữa người nữa đã mang mệt nỗi niềm riêng nghiệt ngã biết bao đời. Thương em tim ruột bầm gan buồn lặng im trong tận cùng sâu thẳm tâm tư, mệt mỏi khi con no.
sẽ mãi mãi chờ nhau cho dù đến bao giờ. Khi đã thật yêu, con người như được truyền sức mạnh, có thể vượt qua thác gần hố thâm đèo cao. Càng bị áp bức rẽ chia, chúng ta càng gắn bó, dù phải đải thân mình trên biển cát đau thương. Tim óc vẫn dương, lòng còn cào đôi khác. Ngọc ơi, anh mãi đợi em dù biển dầu tan tá cuộc đời. Không được đâu anh Biên ơi, chúng ta sẽ bị dìm xuống biển, bị đài lên rừng cho hổ dữ phanh thay. Chết anh không sợ, chỉ sợ sống mà không được gần em thôi. Làm chi nên tội mà kiếp này chịu nhiều thống khổ, yêu đến tận cùng mà không được có nhau. Biên ơi đừng than trời trách đất càng thêm gây tội nghiệp. Anh hãy tập như em, cắn răng nhận chịu nỗi buồn. Ngọc ơi, cái tên em có phải chăng là Điềm Bảo chưa? Anh nói thật, nếu mà định mệnh bắt phải xa nhau thì trọn đời này anh xin gửi thân đáy biển làm hàng trai buồn ngậm ngọc trăm năm. Buồn lấy buồn về bị thương xót xa đau buồn. Tay nắm tay nhau nỗi khổ niềm đau càng thêm trăm nhiều. Ôi buồn là buồn. Sao đây, gửi thân này cho biển hay trở về với cha, với xóm làng, đời đời sống với bức tượng thạch cao của anh Tường. Người đi tìm mình bao năm mà không thấy mình, năm biết bao năm biển nhớ, rừng thương trầm ngâm giá tràn đời ngầm ngùi. Em sẽ là tượng đá dòng phu cô độc lỡ làng ở hồng quán giấc địa. Đôi nắng sương thờ chồng suốt kiếp, anh chớ hoài công thương tiếc nơi chờ. Ngọc ơi Ngọc, làm sao cho thấy được con? Trở về đi con, trở về đi đừng làm cha sợ. Ngọc ơi! Cha! Con đây! Con đi về với cha! Ngọc! Bắt gặp ông rồi nha, ông trưởng làng. Nè, mấy chư tôi với ông bắt chước như rứa, làm đôi vợ chồng đi hỉ. Có hề chi, khi mô có con rồi, rửa là dứt khoát cưới nhau. Cho phải đạo, chẳng chi mà phải sợ sệt. Tôi là cô dâu ngoan đạo, ông là chú rể cây gạo. Chưa để làm xóm chờ đợi, chú rể làm bể cây bệnh. Chờ trăng lên kéo thuyền và dọc theo bờ. Một khúc giang ra một khúc. Ủa, đứng xa trong mi cũng giống con người đấy chứ. Đến gần mới nhìn thấy mi khác gì loài soi lan. Mắt người làm thú ai ơi, ác độc hơn loài quỷ mà. Tội tình chi mà mi đang tầm đánh đập tướng đoạt cho người đuổi số hai.
Đứa nhỏ trong bụng ta ngày đó chính là con của mi, dòng máu của mi, mần răng mà mi nỡ giết nó. Quân khốn nạn, quân xài lắm, trả con tao lại cho tao. Khốn, giãn ra. Trả con lại cho tao. Quân ngạc tập, quân dối đất ngạc trời. Giãn ra. Rồi đây ông trời sẽ bắt mi phải trả quả. Giang đã, một khung. Tới rồi. Nó có súng đó. Nó bắt người. Mau chạy trên đồi cát. Chạy các người mau đi. Chị Ngọc, chị đã trở về. Em mừng lắm. Ngà ơi, Ngà, em ra dấu bảo hắn về đi. Cha chúng ta không chịu nổi những bất ngờ nữa đâu. Hay là tránh mặt đi em. Chị hai lo cho bản thân của chị là hơn. Em không có điều chi để lo sợ. À, xin chào mọi người. Tôi là François nhà buôn đây. Có mặt ông trưởng làng ở đây nữa thì hay quá. Mi tới đây có việc gì? Cho tôi hỏi, cô đầu hát vẫn còn ở trong nhà chứ? Không có phường hát tuồng nào ở trong làng này hết á. Đừng có hỏi vớ vẩn. À, hay là bọn bay kiếm cớ để vào chiếm ngôi làng này? Ông già, ông là cha của cô Ngà. Con gái tôi không phải và cũng không bao giờ là thứ sướng ca vô loại. Cũng chẳng hề có quan hệ với bọn lái buôn bóc lột. Bước ra khỏi nhà này ngay. Có mà. Đêm qua cô Ngà hát tuồng cho quan xem, ai cũng khen hay hết á. Đúng là ở đây chưa có ai xem cô Ngà diễn tuồng ở trên tỉnh. Tiếc quá hả? Nín! Mày đừng có nói láo. Bà con ơi, bà con đừng có tin lời nó. Con tôi và quốc cử ở tỉnh không hề làm chuyện thương luân bại lý như tình lái buôn gian xảo lì vừa nói xảo ngôn. Thì cứ kêu con Ngà ra đây đối chất sẽ rõ trắng đen. Cần chi phải gương cổ đôi co nhé. Con Ngà đâu rồi? Ngà! Dạ, con đây cha. Chào em. Tại sao vậy hả? François Nguyễn, ông đã hứa với tôi thế nào? Có thế nào đâu em. Tôi nóng ruột cho nên đứng tại đây xem có em khỏe chưa. Quả tình là chuyện có thật rồi. Ông xử vậy là sao hả? Ai cho phép mày quen với tên lái buôn xảo quyệt này hả Ngà? Trời ơi, mày giết tao rồi Ngà ơi. Ngà, thưa cha, François Nguyễn chính là... Thì nó tự giới thiệu là dân buôn bán. Sao mày minh quan cho nó làm gì? Mày có biết sợ trời đất hay không? Tại sao dám gây tội lỗi tại trời? Mày nói láo để gạt cha dối chị, còn dám gạt cả bà con trong làng này. Trời ơi, tôi biết phải làm gì bây giờ để rửa nhục và tạ lỗi với tổ tiên. Ngà ơi, mày muốn giết cha hại mẹ mà. Nói đi, phải nói cho rõ ngọn ngành. Trời ơi, chơi cha nào có biết gì. Thời buổi này ai không thích đi buôn. Cả buôn bán phải nói xạo nói láo. Cái chuyện nó nói mày làm đào hát kia kìa. Chẳng lẽ mày vừa đi dạy học cho người ta mà còn lén lút làm đào hát ban đêm để kiếm thêm tiền? Mọi việc ra sao mày phải nói sự thật. Là đào hát nổi tiếng thì lẽ ra em phải kiêu hãnh ngẩng đầu, tại sao lại phải che giấu mọi người? Nói đi chứ, sao mày đứng đó chết trần? Nói đi, nói mày không phải là bọn con hát phường hội. Cha ơi, con vui xin cha tha tội. Lâu nay gia đình con hoàn toàn dối trá. Thật ra
sỉ nhục hay tội tình. Mong bác hãy hiểu cho hoàn cảnh của cô. Trời ơi, Ngà ơi, sao em nỡ gạt mọi người? Mày đứa con hư đống này tao quyết chẳng dung tha. Tao giết mày. Cha, cha ơi, cha. Trời ơi, tao giết mày. Cha. Tao giết mày chết mà. Cha. Trời ơi là trời, nhục lắm mà. Cũng tại cái thằng lái buôn này, mày đã dùng tiền bạc hãm hại con tao mà. Ông già, xin ông hãy bình tĩnh lại đi. Tôi không hại cô Ngà đâu. Hồi sớm tôi đưa cô Ngà về đây, nhưng lòng không yên vì sợ cô ấy bị làm nhục và quẩn trí đi sanh liều, cho nên tôi mới trở lại đây để xem sao thôi. Mày đã làm nhục cô Ngà hả? Mày làm nhục phải không? Mày trả lại đi. Bình tĩnh. Dạ, không phải tôi. Tôi chỉ là người ái mộ cô Ngà. Làm nhục cô Ngà là một người khác. Trời ơi, ai? Ai làm nhục con ta? Mày nói mau. Mày trả lời không xong, tao xử tại chỗ ra. Được tự ý làm càng. Biên, dù sao cũng có lễ làng. Xin lỗi Ngà nha. Tôi không muốn mổ xẻ chuyện riêng tư của em. Nhưng... nếu mọi người muốn nghe, tôi sẽ nói. Phải, tôi đã bị thằng côn đồ làm nhục sau khi giảng hát. Nó có súng, có quyền, tôi không thể chống cự được. Việc này chẳng có dính líu gì đến Văn Xoa Quyền. Đừng làm khó anh ta. Dạ. Ngà ơi, chết rồi em ơi. Làm sao mà lại gặp phải chuyện bất hạnh và bi đảm như vậy mà em vẫn sống được? Trời ơi, tội cho em tôi biết chừng nào. Ngà ơi, mày. Cha, cha. Cha ơi, cha tỉnh lại đi cha. Cha ơi, cha. Cha. Súc sinh, mày đã bồi trò trắc trâu ca tông đường. Lại đây. Cha. Định ta ngay tức khắc. Đứng trước bàn thờ cửu quyền thất tổ kia kìa. Đó, trước vong linh của mẹ mi, đi quỳ xuống mà sám hối đi. Đây là cái nhục chung, phải xử theo lễ lạc. Con kia, nghe ta nói đi. Mi có 4 tội. Tội thứ nhất là thân với tay. Tội thứ hai là lén làm đào hát mà dám bảo với cha mày là đi dạy. Tội thứ ba là đã thất tiết trước khi lấy chồng. Tội thứ tư là bôi nhỏ đức hạnh của cô Ngọc, người mà dân làng hết mực tôn thờ. Con quỷ, mì đang bị gọt đầu bối vui, trông đi khắp làng trên xóm dưới, sau đó đóng bè thả trôi sông. Ngươi biết chưa? Phải, tôi gặp nạn đó là số phận tôi tự gánh chịu. Không ai có quyền xử tôi. Trước đây một giờ tôi có ý định kết thúc đời tôi, nhưng cho đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình phải sống sao cho tròn trách nhiệm với một con người mới tượng hình trong tôi. So với chị Ngọc tôi quá là tôi có phước phần, tôi trở thành đào hát nổi danh. Tôi hít thở không khí ngoài kia cũng chỉ vì tôi sợ trở thành chị Ngọc. Cha ơi, cha đã rất mực thương. Một bóng đơn độc
cho cha khổ sở hơn nữa. Chị đã... Chị hai, nếu chị hèn nhát thì đứng im đó đi để em nói dùm cho. Cha, cha có biết là chị con luôn bị nghẹt thở. Những giấc chiêm bao về anh tưởng cha cứ kể hàng ngày. Nó giúp được gì cho chị hai con không hả cha? Hay chị làm cho chị hai con thêm tuổi phận thương thân khi đôi bóng đèn khuya lặng lẽ bên thêm dưới ánh trăng đường chị nghe ngào dâu đi tiếng khóc. Cho dù quá buồn đau chị vẫn lặng im cúi đầu cam chịu. Nhìn với người chỉ tiếc ta yêu. Con kia, mày im miệng mày lại đi. Mày muốn nổi loạn phải không? Ai cho phép mày nói năng trịch thượng với người mẹ trên? Đừng trách sao ta quá tàn nhẫn đối với mày. Ta sẽ kêu người gọt đầu mày ôi vui, rồi ta ra lệnh thả tôi sống. Còn khuya, xin lỗi, đừng hòng tôi làm theo ý của ông. Phán xóa tôi đồng ý lời cầu hôn của anh hôm nọ. Nhưng trước hết hãy đưa tôi rời khỏi chốn này. Đi ngay bây giờ để tôi đừng nổi cơn điên. Đi ngay. Ngà ơi, nếu không yêu em đừng nhẫn lời về với người ta làm vợ. Đừng vì tự ái mà chôn thân trong hố thầm đau buồn. Chỉ em mình một cõi mẹ như cây lẻ côi như nước xa nguồn. Thương em một mình cam chịu gánh nợ đời rương máu đôi vai. Ngà ơi, bình tĩnh lại đi nghe em. Đừng vì quá thương chị mà trở thành người có lỗi. Chị hai, em ra đi lòng không chút ăn năn hối tiếc. Thương chị hai và anh biết quá nghiệt suốt một đời. Phải đâu trăm gãi bình rơi, tú khúc cũng thương đời gian dở. Em cầu nguyện đất trời phải duyên phải nở. Anh biến già chỉ tương hồi đôi lòng mà bên nhớ bờ thương. Thôi, quên hết đi em, để đó cho anh lo. Em đi ra xe trước đi. Cô ấy đã đi rồi. Tốt lắm, tôi sẽ mua khối đá còn lại và thanh toán hết nợ cũ như đã cam kết. Thế là xong hẳn ông trưởng làng nhé. Thằng lái buôn người Tây ăn nói nhảm nhí, các người đừng nghe lời nó mà để tâm. Đừng có nghĩ quê cho ta, đừng có nghĩ quê cho ta. Ta không ưa bọn thương buôn manh mung, cơ chi làm ăn với nó chứ. Khối đá chi chi, ta chẳng nghe rõ đâu, ta chẳng nghe rõ đâu. Ngà ơi, Ngà ơi, em nỡ bỏ cha bỏ chị mà đi sao? Chị ơi, em ơi, chị thật tình không biết phải làm sao để cứu sống cha. Không xong rồi, để tôi cõng thầy ra ngoài lỗ đón xe mới được. Cha ơi, cha ơi, con là ngọc của cha đây, cha đừng bỏ con đi. Nước mắt chia ly đã khô cạn biết bao lần. Bệnh tình của thầy nặng lắm rồi Ngọc ơi.
phận. Suốt cuộc đời này em luôn ở trong tim tôi. Em tin lắm Miên ơi. À, tôi đưa cha đi đây. Có chuyện gì á, tôi sẽ cho hay liền. Tôi đi. Gắng giữ sức khỏe, đừng để bệnh. Tôi buồn lắm nghe Ngọc. Tôi chán trò này lắm rồi. Margaret ơi, lửa cháy, lửa cháy lớn quá. Trời, làm sao bây giờ? Hả? Cửa lại khóa rồi. Trời, mở cửa. Mở cửa. Bác ơi, mở cửa. Có ai ngoài đó không? Tôi ở trong này nè. Đến gần rồi, lửa đến gần rồi, nồng quá, ngọt thở quá. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Nè, nhà ơi, nhà ơi, tin lại đi em, anh đã về bên em rồi đây. Anh đây, anh đây, con Sơ đây. Lửa đã bị dập tắt rồi. Đừng sợ, tỉnh lại đi em. Có anh, không còn có thứ lửa nào có thể đốt cháy em được đâu. Đừng sợ em. François, đừng nhốt em, đừng bỏ em lại một mình nghe François. Em, tha lỗi cho anh. Vì sợ khi tôi đi vắng sẽ có mấy thằng điên nó đến đây để khuấy phá em. Nhưng không ngờ thiếu chút nữa tôi đã trở thành là kẻ tiếp tay với ngọn lửa để thiêu sống em tôi. Từ nay tôi hứa với em là tôi sẽ không khóa cửa đi ra ngoài bỏ mặc một mình em. Căn phòng mình bây giờ ra sao? Em yên tâm đi, nó vẫn còn nguyên vẹn như trước. Máy ấm của đôi mình. Em thấy khó thở quá à. À, tôi có hẹn rồi. Trên đường về tôi có mời một bác sĩ quen. Chốc lát nữa đây ông ta sẽ đến khám cho em. Chà, đã ngộp thở rồi mà còn làm dáng. Đeo chi mà mấy cái thứ linh tinh vậy nè. Vòng đeo cổ, dây chuyền, vòng tay, nhẫn sẽ khiến làm em khó chịu hơn. Ba cái thứ này nó có ảnh hưởng đến đường hô hấp lắm. Thôi để anh tháo ra cho em nha. François. Gì đó em? Tiền của những đêm diễn có chưa anh? Chi vậy? Khi nào có rồi anh nhớ gửi thẳng về cho gia đình em và một số bà con nghèo quê em nha. Trời ơi, tại sao em không nói sớm? Cái số tiền đó có rồi, nhưng mà tôi đã thay mặt em và biếu cho hội từ thiện hết rồi. Hả? Anh không nói qua với em một tiếng. Nhưng mà thôi em cứ yên tâm đi. Tháng nào anh cũng gửi cái số tiền lương của anh cho ông trưởng làng em, để nhờ ông phân phát cho mọi người rồi. Hả? Ông trưởng làng à? Làm sao mà tin được? Em sợ là không bao giờ tới tay người thân của em đâu.
À, không có gì để cho em lo đâu em. Là vì ông ta làm ăn với tôi không một chút ngại gì. Ông ta đã dắt hết gia sản của ông cha để buôn lớn với tôi rất nhiều loại. Tội của ông ta là chỉ biết sanh ma, lo tôi gian những thứ lặt vặt xuyên tư. Còn việc lớn thì giao hết cho tôi. Cái tay trưởng làng của em nó tâm xà cổ Phật quá đi thôi. Miệng ngọt ngon mà bụng dạ lại ác độc. Tình toan chi đi nên nắng quá ra ngu khờ. Còn tôi thì tôi nắm đuôi dao. Rồi sao nữa rồi? À, khó thở à, thôi để tôi đỡ cho ngồi dậy. Ráng một chút đi, ở kia bác sĩ tới kia. Anh Phan Sa, tôi đã dặn kỹ mà sao lại trễ như vậy? Chợ tình hình đường phố sao cơn cháy lắng dịu, tôi mới dám bước ra đường. Thưa bác sĩ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Một số thằng điên nó gây loạn chứ không có gì ở đâu. Em để tâm chi? Bác sĩ à, ông hết sợ chưa? Khám bệnh cho vợ tôi đi. Sao? Bệnh tình sức khỏe vợ tôi như thế nào? Ồ, không có gì đáng lo. Báo tin với ông, bà Phan Xoa đã có mang. Có mang? Ồ. Nhưng tim mạch của bà yếu lắm, có nguy cơ suy nhược thần kinh và yếu tim. Bà không được uống rượu và tuyệt đối không nên sử dụng chất kích thích như thuốc lá, á phiện, sẽ rất nguy hiểm tới bào thai. Đây, toa thuốc cho bà uống trong 3 ngày. À, dạ xin lỗi, vậy tất cả bao nhiêu tiền? Ok. Hay là lần sau vợ tôi nó khám rồi sẽ tính luôn một lần được chứ? Anh Phan Xoa, chỗ thân tình tiền bạc đi sao cũng được. Nhanh nhớ mua thuốc tôi ghi trong toa cho bà uống ngay. Cần nhất là bà phải nghỉ ngơi tẩm bổ dưỡng sức. Mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại. Chào anh, chào bà. Cơ kìa, sao em lại thường người ra như vậy? Nè, sắp làm mẹ của đứa con tôi rồi đấy nhá. Chẳng lẽ là em không có cảm giác gì sao? Cảm giác hả? Không biết sau này mẹ con em sẽ về đâu. Tôi sẽ nhắn tin về cho gia đình biết. Xong quân vũ rồi thì tôi sẽ đưa mẹ con em sang Pháp về trình diện với mẹ. Mẹ tôi rất vui mừng vì có được một nàng dâu xinh đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là bà sẽ có một đứa cháu bụ bẩm để ẵm bọc. Thôi, em nằm nghỉ đi em. Suy nghĩ vẫn dơ hoài không tốt đâu. François, anh lại đi nữa à? Phải, tôi không thể chần chờ. Vì đó giải quyết chuyện gấp lắm. Chẳng lẽ lại có công việc gấp đến nỗi phải làm ngay vào lúc nửa đêm à? Đừng lo em. Em lo hoài rồi nó sẽ có hại đến thai em bé nhé. Xong việc rồi tôi sẽ ghé qua nhà thuốc khác. Anh sẽ mua thuốc về cho em. Anh đi nhé. Gọi gió non lớn điều lý tình ta mơn man mà xuôi ngược dòng sông thơ ơi tim mưa màu sầu đâu mùa mưa ngâu giá diết bóng mơ. Oh.
còn một hơi thở khác nữa đang ở trong tôi. Tôi sắp làm mẹ, tôi có thể trở thành người mẹ được sao? Tôi đã già sẽ nuôi con bằng gì? Bào thai lớn dần lên bằng gì? Rượu, thuốc phiện có đủ cả nơi này. François đã giúp tôi nuôi dưỡng bào thai bằng những thứ này đây. Trời ơi, mai này con tôi ra đời, quen hay là hận thù sẽ ra sao, mặt mũi thế nào, đẹp sâu thấp cao. Trời ơi, còn gì tồi tệ và khốn nạn hơn khi tôi vô tình nhạo nặng hình hài. Mày đòi phải được ra đời, nó khao khát muốn bước ra ánh sáng. Mày không có quyền bóp chết sự sống đáng mới của mình. Chất độc sẽ không còn tiếp tục làm hại con nữa. Có mẹ đây nè, có mẹ đây nè, mẹ sẽ bảo vệ che chở cho con mà. Mẹ sẽ nuôi dưỡng con bằng sữa mẹ trong lòng. Mẹ sẽ ru con, mẹ sẽ ru con những bài ru ở làng xóm quê mình. Rồi con sẽ hiểu, sẽ hiểu cho mẹ. Sẽ làm việc thật nhiều vì con. Con sẽ lớn lên sẽ khỏe mạnh như chàng trai làng biển. Trời ơi, số nữ trang của tôi đâu rồi? Hả?
François đã đem đi nơi khác cất giữ. Tại sao? Tại sao như vậy kìa? Trời ơi, François đi đâu rồi? Chẳng lẽ hả? Không được. Bà Biên, tại sao bà gọi tên Tưởng? Giống, giống lắm. Cậu Tưởng là chồng cô Ngọc hay là cậu? Bà hỏi để làm chi? Hình như là bà tỉnh trí hơn hồi trước, phải không vậy? Tôi có khùng chi đâu cậu. Tại hắn thù tôi. Hắn gọi tôi là mụ khùng để cho mọi người tưởng tôi khùng thiệt, để rồi bắt chước hắn gọi theo. Chứ người gì sống chi mà độc ác. Bấy lâu nay bà lang thang ở đâu? Không còn ăn xin nữa đâu. Tôi sống tiệm vàng nè. Khách hàng đông lắm á cậu. Ngày nào cũng rửa chén à, rụng cả hai tay á. Bà lại đùa. Tiệm vàng sao lại rửa chén? Bà hiện sống với ai? Sống với đứa con trai. Cậu không thể nào ngờ được đâu. Ôi cái thằng nó có hiếu đáo để á. Con bà mất hồi còn nhỏ mà. Sao bà lại... Nó chết rồi ấy. Cậu nói sao? Nó chết. Không đời nào đâu. Mỗi tối đêm nào nó cũng về. Nó trò chuyện, nó vui cười với tôi. Nó cao bằng ngần này nè. Tôi thương nhớ nó như con chim trên rừng, thương cây nhớ cội. Nhưng người buộc phải xa người. À... tôi thương nhớ biết bao. Đẹp biết mây, ôi hỡi trời đài thương mặt của con tôi. Tại vì hắn mà tôi không thấy nó, không gọi được hai tiếng con ơi. Thì ra là bà giải phùng quẩn trí vì mất con à. Giết chóc.
Bà ơi, thôi bà bình tĩnh đi. Tôi đang khắc tượng mà bà làm vậy sao mà tôi khắc? Bà không thấy sao? Ngừng tay một lát của Hề chứ, mai rồi làm tiếp thì. Tôi đang khắc đôi mắt. Bà biết không, người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tôi e sợ nếu mà ngừng tay rồi khoảnh khắc theo sau không còn giữ lại cái thần mình vừa bắt được. Lỡ chậm chân trai bước làm cho hoa kia heo tàn rụng rơi theo sắc nắng. Biết tìm đâu hương thầm dương tơ trên nhụy cũ mà người ta trót nâng niu gìn giữ bụi. Xong mà lỡ nhịp cầu cái này in như tưởng cha Ngô Ngọc, gương mặt thầy cậu nhớ rõ chẳng sai. Đôi mắt mừng rắn mà khác đi được, trong tâm tưởng mọi người xua về lắm sao không vào nhà mà làm ở ngoài đi mang đầy bụi cát. Có sao đâu bà, lâu nay tôi khắc tượng làm lọ gốm ở ngoài này thôi. Quen rồi, vào bên trong nó tù túng lắm. Kẻ trong người ngoài thương cho cô Ngọc. Tưởng chuyện gì, hóa ra là bà chỉ muốn xin ly nước à. Được, chào tôi. Có thấy cây sầu soi bóng giữa dòng sông ai, ai về phụ phong rưng rưng trời hạ phù. Ai ngóng đợi ai bên chùm quả bạch lựu cát, nóng chân người bụi xương lòng khao khát trần mưa dòng. Này này, cậu có nghe không? Kèn thổi trống kêu của nhà ai đưa. Không đám cưới thì lửa đám tang, thì ra ở chỗ ông già nhiều chuyện quá trời. Trời ơi, giá như mình vô tâm vô tri như người đàn bà kia, chắc lòng giả nhẹ nhàng không phải nao nao ẩn ức. Ngọc ơi, tôi là trai mà trong giấc mơ đêm còn không ngăn dòng nước mắt. Vết thương sâu khắc đậm mỗi đường tim, những phiên máu khô không tìm chảy ra ngoài. Đã quên chặt từng hạt trái ngày xa xưa đó, khối tình sầu vẫn còn để ngó cho tôi nhận về mình vừa mất ngọt vừa men đắng rượu cay thầm thầm nỗi buồn sâu.
Chưa thấy về, có chuyện gì mà mọi người hớt hải vậy? Ngoài chợ có cướp, cướp ở ngoài chợ đó. Anh bình tĩnh nói tôi nghe đi. Tôi đã cướp gài ở ngoài chợ làng, ghê lắm. Trời, vậy không gặp cô Ngọc sao? Hồi nãy á, cô Ngọc có chạy trước tôi, tưởng đâu có chạy về tới nhà rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Từ hồi cha cổ mất đi hả, bà con xóm này càng thương càng mến phục con người của cổ hơn á. Người đâu á, tốt tánh nè, đẹp nết rồi đến như vậy. Vậy mà ông trời nỡ nào để cho cổ khổ sở vậy? Cô đơn mòn mỏi đến thế là cùng. Chị Viên là chết rồi. Ông ngoại chợ lộn xộn lắm. Quay lại đi cậu Yên. Cậu Yên ơi, quay lại đi. Cậu biết hả? Tôi thương Ngọc hơn bản thân mình nữa đó. Cậu ấy không quay lại đâu. Trời ơi, thấy tình cảnh của cậu ấy tội quá à. Khắc tượng nè, làm lọ gốm. Và mình theo mưa nắng trước hiên nhà của cô Ngọc á, từ năm này nè sang năm khác mà chờ mà đợi. Họ thương nhau từ lâu lắm, coi ra rất xứng đôi. Vậy mà trưởng là nhiều lúc á, tôi ước giùm cho họ đó. Các nơi khác những người thương nhau đâu có bị hành hạ như vậy. Thôi, bão lớn quá à, tôi phải đi về nhà mới được. Một đứa rượt theo, tôi sợ quá, chạy vòng ra sau, ở phía bên hẻm núi ngoài kia, nấp vào hốc đá mà rung, đợi nói đi qua biệt mới dám chạy về thật lẹ. Cô có gặp anh Biên không nè? Anh chạy ra chợ tiệm cô về đó. Trời ơi, đi rồi hả? Biết tìm tôi đâu? Quay chợ ghê lắm, trời ơi, phải làm gì đây? Không sao, anh luôn lanh chân lẹ tay, tự xoay sở được, một mình rất là gọn. Chị cứ yên lòng. Anh ấy hả? Về ngay bây giờ. Bão lớn lắm, chạy lẹ mau đi, chưa hết nạn này lại đến quả kia. Chà, tôi thấy bão lần này không có thường đâu nghe. Cô hãy nhanh chân chạy vào nhà mới kịp. Chúng tôi phải về coi giúp bà con mình. Theo tôi hả, anh nên đi tìm giúp cô Nguyên về. Chứ còn giông bão lớn thế này hả, để cô ở một mình lỡ có gì thì tôi đi đi nè. À mà khoan khoan, cô Ngọc ơi, ở nhà chờ, đừng sợ nghe. Dạ. Tôi đi à. Tôi không có sao đâu, hai người yên tâm đi. Cảm ơn chú Thím nhiều lắm nha. Cô biết đâu anh Biên anh đến đây hồi đầu canh hai á. Nhờ ánh sáng đêm răng rằm, anh ấy cầm cuội khắc tượng cha. Con không làm sao ngủ được, vừa nhớ thương cha, vừa thương thân tuổi phận. Lòng con càng bồi hồi xúc động khi thấy anh ngồi ngoài trời gió loạn. Qua cửa này muốn đưa anh chiếc áo lành, mà không dám một lần quay đầu nhìn lại. Trao nhau mấy lời cho thỏa lòng mong đợi, lòng con hồi hộp trong ánh thật hồi. Không sao im lặng cha ơi, con nghe tiếng gọi. Anh Biên anh hứa sau giờ ngọ sẽ khắc xong, nhưng giờ đây cha con mình đang được ở gần bên nhau. Cha đang hướng về con cái nhìn khoan dung độ lượng. Cha có biết không,
Ngoài kia trời đang nổi gió, bụi cát trên đồi như trùng phủ khắp muôn phương, biển đổi màu, mấy sông đuổi xô nhau dùng dậy điên cuồng. Con muốn xin cha lời cuối cùng từ cõi nguồn sâu thẳm, phụ tử tình thâm hồn cha linh thiêng xin hãy phò hồ. Trời ơi, sức Ngọc sao cưỡng lại sức gió, nguy hiểm lắm, vào nhà đi Ngọc. Tôi sẽ đỡ lên rồi đóng lại cho em. Hai người vẫn hơn một người, tôi phụ với anh. Xong rồi đó Ngọc. Chắc chưa anh? Chắc chắn rồi. Ngọc không cần phải ôm vách cửa nữa. Ngọc, sao vậy? Ngọc ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Ngọc, đừng làm tôi. Ngọc sao vậy? Anh Biên, đôi chân, đôi chân tôi đứng dậy không nổi. Không sao đâu, để tôi giúp Ngọc đứng dậy. Chân co duỗi không được, đau lắm anh Viên ơi. Đưa tôi coi cho. Chết rồi, chân Ngọc bị chuột rút. Làm sao bây giờ hả anh Viên? Chúng ta không có dầu nóng ở đây. Phải có người xoa mới được. Hỏi thiệt nghe, hỏi thiệt nghe Ngọc ơi. Ngọc à, tôi muốn hỏi Ngọc vậy nè. Ngọc có sợ dân làng đi ngang thấy rồi họ dị nghị hay không? Có chứ, sợ lắm. Hay là anh cứ để mặc tôi ở yên một lát rồi sẽ khỏi thôi mà. Chẳng lẽ bỏ cô ở ngoài này đơn độc một mình với gió giống với biển đông? Bây giờ đau quá, chết tôi rồi anh Viên ơi. Kệ đi, tôi mặc mọi người mà. Cô à, này nè, bây giờ cô hãy đưa cái chân bên này để cho tôi xoa trước.
sau đó đến cái chân kia. Đừng có đùa mà để lâu Ngọc sẽ bị liệt đó. Liệt hả? Ừ. Ồ, nhưng không kinh khủng bằng nỗi sợ bà con làng xóm. Để coi giông bão này có ai ra đường đâu mà cô làm như sắp chết tới nơi. Gặp ai bị chuột rút giữa đường á, tôi cũng nhào tới giúp ngài. Vậy sao? Nhưng mà anh có biết cách xoa không? Biết chứ. Ồ, tại sao anh lại ngần? Tôi thấy Ngọc đau cho nên tôi hơi chần. Tôi bớt đau rồi, nhưng vừa lo vừa hồi hộp. Đừng lo, dù phải đi đến đâu, tôi nói thiệt nè, tôi cũng bảo vệ Ngọc tới cùng. Đừng có sợ xóm làng mà ôm nỗi đau suốt kiếp. Biên, chân tôi duỗi được rồi. Trong tôi tự nhiên có một cái gì thiêng liêng khó tả. Những giây phút như thế này đây gắn bó chúng mình trọn đời với nhau. Trong em cũng y như anh vậy đó anh Biên. Ngọc à, anh nguyện cầu cho mây tan mưa tạnh, những ngày tháng lo buồn sẽ sớm ra đi. Cho ta có nhau hồn nhiên giấc ngủ, tay gối lên tay tim yêu rung rầy, trao nụ hôn gọi mời trôi dày, thầm thì bên tai lời hứa hẹn cho mình lời tình thiêng liêng. Mơ ước cơ duyên đôi lửa chung đường, ngàn đời yêu thương thời gian chẳng hề tan, hai tấm lòng qua cầu đá vàng không đôi dời dù bao khổ nạn. Xuân có chờ đợi ai, suốt bao đêm dài ôm cõi lòng tê tái. Còn gì cho nhau hai đơn đau trọn đời, để rồi hai ta cứ phải lặng im cúi đầu tiếp tục đóng vai người tình lẻ loi kỳ quặc, khép kín lối về tim trong đắng cay vô vọng đến bao giờ. Bảy năm rồi bao năm sau nữa, chẳng lẽ hai ta cứ khép cửa đợi chờ. Anh Biên ơi, lòng như muốn vượt qua nhưng lệ thói ngàn đời níu chân ở lại. Ngọc à, anh muốn em hãy mạnh dạn lên. Cha đã nghỉ yên, còn ai ngăn trở mà chối từ lẽ sông. Cây xương rồng mấy lửa trổ bông, mà hai ta vẫn lẻ bóng mùi trong sương mù. Anh Biên ơi, chúng mình làm gì có tự do để theo đuổi mối tình ngang trái này. Hơn nữa bà con trong làng có ai dám cãi lời phán quyết của trưởng làng đâu anh. Em đừng nên viện dẫn lý nọ mà tự cô lập mình, mọi chuyện khác lắm rồi. Quỳ những con đường chẳng bán bạn cấm, mà khách bộ hành không bao giờ được phép lại qua. Cũng như trời rộng đất bao la, nhưng với ai đó lối đi về luôn chật hẹp. Không đâu Ngọc,
ngọc. Em ơi em đừng lẩn trốn lời cầu hôn quanh nữa, đến đây đã là giây khắc thiêng liêng, chúng mình không thể nói gì khác hơn là phải có nhau, phải cùng nhau đi suốt con đường hạnh phúc lẫn khổ đau của mỗi đời người. Tách rời nhau là trời sầu đất tham, trăng mua hoa tàn khói ám mùi thiêng. Anh về tìm trăm hơi thở tình yêu, dành lòng cô phụ dáng chiều tương tư. Có đúng không hả Ngọc? Dạ phải. Quá rồi, quá rồi. Không còn biết tới ai, không sợ cả thánh thần trời đất. Chúng mình giang ra, giang ra xa nữa mới được. Nghe ta nói đi, thằng biên tà đạo đừng hòng khuấy đục đạo vợ chồng. Nếu thần thánh chưa xử phạt thì ta nhân danh dân làng hỏi tội chúng mi đó. Không có thần thánh nào xử phạt những con người yêu nhau chân thành đoan chính. Tôi không hiểu gì cớ gì mà ông cứ mãi cản ngăn không cho hai chúng tôi sống với nhau chứ. Mi dám nói là mi hành động thật lòng à? Ta không tin mi đâu. Ta sợ cái lời mi hứa. Tôi sẽ mua hết chỗ khối đá còn lại. Tôi cũng sẽ thanh toán hết số nợ cũ. Như thế là xong hẳn ông trưởng làng nhé. Ủa, trưởng làng, anh biết, ông tới sao vậy? Bỉnh rồi à? Ôi, sao lại nói giọng giống hệt như là tiếng của François? François. À, cái thằng lái buôn đó hả? Ồ, thằng gian dạo đó nó nhảm nhí đó. Ta nói cho các người biết là trước hay sau, với bọn lái buôn ta mãi mãi căm thù, bọn trao trợ mù mù có chi mà nằm mơ làm ăn với nó được sao. Khối đá chi chi ta đạp đổ nhau, chẳng rõ thế nào đá quay lại đập nát chân ta. Không ưa lấy buông hả? Không làm ăn với ta được thôi mà. Trả lại hết tiền vàng của ta đã đưa cho mi. Đâu có rồi? Láo, số nào? Được lắm. Nè, mi hỏi cái súng này coi nó có chịu trả cho ngươi hay là không. Đừng bắn ông ơi, hạ súng đi, đừng bắn tôi mà. Tôi nói lỡ lời. Dạ, tôi đang cầu ông tha thứ. Bắt gặp ông rồi nữa, thầy cũng đang đuổi con ma. Ngủ trong người của ông, mần răng mà ông bỏ ra ngồi đằng đi. Đi một khúc. Ta đã tống cổ mi ra khỏi làng từ lâu rồi mà. À, hay là mi, có phải răng mi đội mồ sống dậy để đòi mạng ta? Đừng bám theo ta nữa. Đi. Chẳng có đứa nào cùng cả, cũng chẳng có đứa mô chết rồi về đòi mạng mi. Ta với ông một cặp xứng đôi vừa lứa làm sao? Ông xem kìa, cậu tưởng cô Ngọc đang ngồi cùng nhau thân thiết lắm xưa. Không có tưởng nào hết. Không, cậu tưởng ơi, tôi van cậu hãy tha thứ cho tôi đi. Tôi nào xúi dục
cần tiền làm lễ thành hôn. Lỗi do nơi cậu mà ra, cậu làm ăn chung với thằng kia đến nỗi bỏ mình. Cậu tưởng ơi trái mìn đã nổ rồi, không phải tôi làm, chỉ có thằng lái buôn mới có chất nổ kia. Chính nó xúi tôi chứ tôi có hãm hại cậu đâu. Nhưng từ ngày đó đến nay tôi bắt con Ngọc phải ở vậy thờ cậu suốt đời. Đúng vậy mà, tôi giữ vợ cậu đàng hoàng, đàng hoàng lắm. À, đừng, đừng có về báo quan tôi. Đừng bóp cổ tôi. Tôi ngợp lắm tôi. Thì ra là vậy. Thì ra là cái chết của cậu Tưởng là do ông gây ra, do ông xúi giục. Tên giết người. Bà con ơi, chính tên này đây, nó đã hại chết con của tôi. Thằng khốn nạn, thằng gian manh bạo tàn ác độc, nay đã đến đường cùng. Mà ta đây chẳng hiểu, chẳng nghe được chút nào về. Đi đi, đi khỏi làng này, cho khuất mắt ta. Ta giết con mi rồi, bây giờ lại đến lượt mi. Cha nào? Con nào đâu? Không có đâu, ta làm chỉ có con. Giang đã bọn yêu tình cút hết đi, đừng về báo quán ta. Coi nè, ta chạy chạy bay ơi, chạy xuống biển mò trai tìm ngọc. Không, chạy lên trời xin một cái nồi bằng bạc đem về nấu ruột nấu gan. Bạn nghĩa bạn tình bạn số bạn nhân, ta sẽ chỉ đường cho ngươi xuống âm ti mà thú tội. Chắc Diêm Vương sẽ tống cổ ông vào giáng ngục tù, đời đời kiếp kiếp người phải chịu đó vào đường súc sinh. Cho mày chết nè. Anh Biên, những điều họ nói về nhau thật đáng sợ. Có thật không anh Biên? Tội cho bà khùng quá. Cùng thân phận đàn bà mà sao đến nông nổi vậy? Họ mất trí cả rồi. Lời nói người điên, thật thật giả giả, biết đâu mà lường. Nhưng khử một điều ác, lớn một điều lành. Có lẽ sắp tới giờ ngọ rồi Ngọc à. Anh Biên ơi, chợ loạn, dân chúng khéo chạy tan tác, tôi chưa có mua được gì để làm dỗ cho cha và anh Tưởng. Đừng lo, tôi đã sắm rất nhiều lễ vật để ở chòi canh á. Ngọc vào nhà sửa soạn đi, tôi sẽ về ngay. Dạ. Thank you.
Ngoài khoảng không có rất nhiều sinh vật bé đến nỗi mắt thường em không nhìn thấy. Ngọc ơi, anh đâu còn có được thân xác như Thank you.
sau lén lội trong từng hạt di trần, không thể chia sẻ cùng ai cái biết của mình. Nhờ hiểu được vậy mà anh bớt buồn, có thể nói là anh càng thương em nhiều hơn. Anh Tường, em có tội lớn đối với anh. Không, em không có tội, mà chính anh mới là người đã vô tình, làm cho cuộc đời em say đắm biết bao nhiêu. Nhưng anh và Biên nhu nhược yếu mềm, lặng lẽ âm thầm tha thiết trong tim, cả hai chờ đợi dịp mai dòng đời đưa đẩy. Cuối cùng chuông cầu hồng gõ xuống đầu anh vừa mừng vui đón nhận ân sủng của đất trời. Nhưng hiểu ra thì vô cùng bất hạnh, trái tim em chỉ hướng thẳng về một phương. Hình ảnh Biên đã trọn vẹn trong em từ thuở nào rồi. Anh Tường ơi, chính em là người phải nói lời sám hối vì sự hèn nhát không dám thu thật tình yêu đối với Biên, khiến sự thật giờ đây bị chôn vùi biết tấm trong lòng đất. Chính nó biến cho cha em trở thành người cha khắc nghiệt, làm cho bà con trong làng tưởng em là người con gái đoan trang đức hạnh, trong khi em vẫn là em dịu dàng thông minh với tấm lòng khoan dung nhân hậu. Em là một trong những người phụ nữ mà sự có mặt tạo thành điểm tựa bình an cho khúc quanh của mọi con người. Anh nhận ra sự thật khi xác thân đã nằm trong lòng đất lành ni muôn đời. Từ trong cõi vô cùng anh hiểu thâm sâu lối vào yếu toàn đường quánh ngõ tắt. Có kẻ nói thương mà lòng quán thù chất ngất, người ngỡ thâm ân mà nhợt nhạt màu vôi. Đầu cứng lưỡi mềm bóng gió xa xôi, ấm lạnh tình đời ghét thương nhân thế. Anh Biên ơi, cứ mỗi phút sống
vẫn lương tâm, nhưng phải quấy đúng sai khó mà nói hết. Em thường tự trách mình ích kỷ, vô tình. Riêng với anh em không tròn bổn phận. Nơi em ở sáng tối liền nhau, nắng mưa bất chợt, thiếu sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Con người khó mà thông dong, đi cho hết đoạn đường chân. Chung quanh em biết bao nhiêu điều đau nỗi khổ, ai chia sẻ vì ai, người bạc phước kẻ vô phần. Xóm làng cũng lưu giữ hình ảnh anh, người chồng tốt vì bà con xóm làng mà hy sinh. Cho nên em kết hôn với ai cũng sẽ bị tiếng đời rẻ khinh chê cười mai mìa. Họ không biết tại anh không đủ phước làm người, để được sống với Ngọc cả cuộc đời cho trọn kiếp tròn. Lời nói chí tình của anh làm cho em cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng. Em như người đi xa về tới nhà, trút bỏ khỏi vai mình những hành trang cồng kềnh triệu nặng. Anh tưởng ơi, tâm hồn của mỗi người không đơn giản chút nào. Em thờ chồng nhưng em vẫn khát khao mơ ước, vết mong đời với người đã từng thề. Dành cho tất cả mọi người mà có chân lý hé lộ cho những ai muốn sống như người lương thiện. Biên sống tốt với em, với mọi người chung quanh, có nghĩa là đâu đây anh vẫn đang hiện diện. Bà con sẽ không phân biệt ai là tướng ai là biên, khi anh ấy xả thân bảo vệ xóm làng. Chẳng lẽ anh không thương thân phận của anh sao? Chẳng lẽ anh không nghe đau vì sự hiện diện quá ngắn ngủi của mình? Ngọc ơi, mấy ai hiểu niềm đau của các mỗi khi bước chân người bất chợt đi qua. Con người luôn tránh né sợ rằng tay chân sẽ bị đau buốt khi dẫm phải xương rồng. Người ta không có thời gian tìm hiểu phía bên ngoài chấn chở gồ ghề gai nhọn khô khan của cây xương rồng, chỉ là lớp vỏ bảo vệ bên trong cây, vừa mềm vừa rộng, lại chứa đầy những nước. Em hiểu rồi anh Tưởng. Cái thấy chưa phải là thật, và cái chưa thấy được không phải là không có, đúng không anh? Đó mới chính là giá trị chân thật nhất, chứng minh sự hiện diện mấy mươi năm đời người. Anh đi. Anh Tưởng, khoan đã, chờ em. Nếu chờ được anh đã chờ, em cũng vậy, phải không Ngọc? Anh Tưởng, em hãy sống hết lòng với những gì em đang có. Hãy nhìn trăng, sao, mây, nước để nhắc mình rằng gió vô thường vẫn đi về tự tại giữa hư không đất trời. Mưa trưa đi.
sắp tới nhà rồi, chịu đựng một lát nha con. Mẹ không có lầm đường đâu. Đội cát này dẫn đến nhà ngoại nè. Ui cha, ui nè, đừng có trôi đạp. Ui cha, trôi đạp kiểu này mẹ đau lắm, con biết không? Dùng đồi cát này đã chôn biết bao nhiêu kỷ niệm của đời mẹ. Hồi mẹ còn bé, con biết không, mẹ thường ngồi một bên đầu thúng của bà ngoại con, còn bên đầu kia là chị của mẹ, là dì hai của con đó. Chốc lát nữa đây thì con sẽ gặp. Cái thúng nó lắc lư êm như là chiếc võng suốt một quãng dài chang chang cồn cát. Mồ hôi thì ướt đẫm áo, bà ngoại thì thả giống gánh xuống, mà vẫn nhìn mẹ với nụ cười rạng rỡ. Con biết không, mẹ là niềm vui sống của ba, cũng như con bây giờ, cũng như con bây giờ là cuộc đời buồn vui của mẹ. Triệu nặng được đặt lên vai của dì con. Mẹ thì đã biết bước lon ton nghịch cát, nhặt giỏ sò. Lần nào dì con cũng quay đầu lại vẫy tay gọi mẹ. Bóng dì và mẹ in dài xuống làng cát nắng trưa. Làng Hà Khắc đã chia rẽ chồng vợ cha con. Nhưng sâu thẳm trong lòng con luôn ghi nhớ kỷ niệm êm đềm ngày con. Những câu nói làm cha đau, trong phút sốc nổi con nói không
giữ lời. Thật ra chỉ để thỏa lòng ấm ức, ngờ đâu đó như lặng rối phu phàng, quất thẳng vào cơn bệnh nặng của cha. Rồi tội lỗi con nặng mang, có thắt lòng con, bao lần con tha thiết muốn quay về. Quỳ trước hình cha mong cha tha thứ tội tình, phải trả giá bằng cả sinh mạng của con thì con cũng không run sợ rằng con của con cần phải được bình yên hạnh phúc ra. Đời làng xưa đó bụi sương rong đồi cát nằm trở dơ dưới mặt trời, con của con lớn lên bên hàng dương đồi cát để mai sau còn biết cội nguồn gốc rễ quê hương. Cha ơi, mẹ ơi, giờ nơi đâu trong ngư không lòng lòng gió trời, hãy đưa con về được đến nơi, đừng để cháu ra đời trở núi đồi quang vắng quạnh hiu. Tỉnh chưa? Chị Yên
Ngọc. Ờ, chị Ngọc thật không? Chị đây, chị Ngọc đây nè. Ờ, nhà ơi. Ờ, chị trời ơi, chị Ngọc của em đây rồi. Có phải sắp tới nhà mình, hay có phải đi rất xa? Ngà ơi, em đang ngồi trước mái hiên, ơi chúng mình ngồi tóc trong mưa, mái tranh mùi cỏ sông làng, chị hông tóc em ngồi đang. Nữa con ơi, hãy tha thứ cho mẹ từ nay không còn có dịp ở bên con. Giờ phút sau cùng mẹ con được bên nhau, nhìn ánh mắt con mẹ đau đớn xé lòng. Từ giây phút này dì sẽ là mẹ ruột của con. Em đang mệt, đừng có nói nhiều. Nghe lời chị đi, chị cõng em vô nhà nằm nghỉ. Chị nhờ người đi tìm anh Biên, phải bằng mọi cách cứu em mới được nhà ơi. Không, chị hai, em biết sức của em mà. Đừng bỏ em một mình trong lúc này, mà chị hãy dằn lòng nghe em nói. Gà em lại chị Ngà ơi, chị thương đứa em như như em là một đứa em ư đốn bất hạnh này mà nuôi cháu. Không đâu, em không thể bỏ chị đi một lần nữa trong đời. Ngà ơi, chị em mình có ai mà không bất hạnh. Em không thể chết tức tuổi như vậy đâu Ngà ơi. Chị phải... Chị hai, mới nửa cuộc đời đã cũ mình quá mấy cuộc bể dâu. Em cam chịu không một lời than thân trách phần. Chị hai ơi, em đuối lắm rồi, sức tàn lực tận. Mà nuôi dưỡng con em đừng để hận cho đời. Má người ta, má người ta, bà con ơi, cứu lấy em tôi bà con ơi. Chị hai, đừng chị hai ơi, chị đừng kêu. Người ta sẽ gọt đầu bôi vôi đứa con gái chưa quan biết nhà xa xứ. Không đâu em, làng mình bây giờ thay đổi lắm, mọi thứ khác xưa rồi. Giờ đôi lúc mọi người thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện ngô nghê ngày trước. Vô hậu lắm, cho nên không có còn ai cất công làm việc đó nữa đâu. Chuyện gì vậy cô Ngọc? Trời ơi, cô Ngà đây mà. Cô Ngà sao vậy? Anh Biên ơi, em tôi mới sanh nó đang bị đuối sức. No. Tôi hiểu rồi, bây giờ phải đưa cậu đi nhà thương ngay. Mau, nè ai đó, mau ơi, đất cho cánh kêu giùm chú Tư lấy xe kéo đến đây mau lên. Ôi thằng bé kháo khỉnh à, tội cho Ngà nhẫn từ hiểu hành. Đi làm tháng nào Ngà cũng dành dụm gửi về cho những gia đình nghèo trong làng mình. Chẳng lẽ người tốt mà phải nhận chịu số phận nghiệt ngã. Vừa thấy mặt con đã từ giá cõi đời.
Ngọc ơi, cho dù ngà chỉ còn một hơi thở sau cùng, anh cũng phải tìm phương cứu lấy cổ. Ngà ơi, chịu khó một chút đi, xe tới anh đưa em đi bệnh viện. Chị hai, em không muốn xa con em đâu. Nhưng chị hai ơi, em mệt lắm rồi. Ngà ơi, đừng làm chị sợ. Bao nhiêu năm gặp lại, lẽ nào chị chỉ nghe được lời trăn trối của em? Anh Biên, chị Ngọc, hãy trông chừng giùm con em nhé. Hai người cũng phải sống với nhau cho đàng hoàng nhé. Đừng để... Yên tâm đi Ngà, anh và chị Ngọc và cả em nữa, chúng ta sẽ nuôi dưỡng con nên người. Đời của đứa nhỏ dứt khoát là sẽ sáng sủa hơn chúng ta nhiều. Chị Ngọc ơi, Chị và anh Biên sẽ cưới nhau chứ? Vậy là em yên tâm rồi. Kìa, có xe chú Tư tới rồi kìa. Con cầu trời Phật phù hộ cho em con tai qua nạn khỏi. Nín đi con, từ nay con có tới hai người mẹ lận mà. Nín đi con, nín đi. Lòng trời nhân hậu, xin hài đôi thương. Cảnh tình xót xa của trẻ thơ. Nắng sông mưa chiều hay quang gió cầu xưa. Xin cho con thơ còn có mẹ hiền, cho đời tôi bớt ưu phiền. Lời cha già thiên niên gửi trao, trong cách ly ruột quặn lòng đau. Cõi vô cùng hồn cha yên linh, phù hộ cho em con thoát tử hoàng sinh. Cảnh cung